Kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em sẽ thực hiện một cái video về thị trấn Kiến Đức thuộc huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Thì em đang có mặt trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc trung tâm thị trấn Kiến Đức. Thì khi quốc lộ 14 chạy ngang qua thị trấn Kiến Đức thì được đặt tên là đường Nguyễn Tất Thành nha anh chị. Đây là một trong những con đường huyết mạch tại thị trấn Kiến Đức. Đường có lưu lượng xe giao thương rất là nhộn nhịp. Đó là một trong những cái tuyến chính của thị trấn Kiến Đức anh chị. Thì em sẽ gửi đến anh chị những hình ảnh vào lúc 7 giờ tối tại khu trung tâm thị trấn Kiến Đức, một trong những thị trấn của tỉnh Đắk Nông. Đây là con đường Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 14 chạy ngang trung tâm thị trấn Kiến Đức. Thì quốc lộ 14 là một trong những cái tuyến quốc lộ huyết mạch nối liền các tỉnh từ khu vực Đông Nam Bộ đến khu vực Bắc Tây Nguyên ở trên Kon Tum á anh chị. Thì nhiệt độ bây giờ là cỡ 19-20 độ C, cũng nói chung là gió thổi cũng khá là mạnh nên là cảm giác rất là lạnh anh chị. Để gửi đến anh chị một trong những thị trấn tại tỉnh Đắk Nông. Anh chị nhìn ngắm tuyến đường góc phố tại trung tâm thị trấn Đắk Nông nha anh chị. Thì thị trấn Kiến Đức có dân số hơn 10.000 người, chỉ hơn 10.000 người thôi anh chị. Mặc dù dân số là hơn 700 người trên 1 km vuông, cũng khá là thưa thớt chứ không có đông lắm. Thì em cũng gửi đến anh chị những hình ảnh con đường góc phố tại trung tâm thị trấn Đắk của một tỉnh gọi là huyện Đắk Lắk. Đắk Đờ Lắp anh chị, Đắk Đờ Lắp tên giống tiếng dân tộc của anh chị. Để anh chị nhìn ngắm một thị trấn vào lúc 7 giờ tối thì như thế nào. Cũng đây cũng có điện máy xanh nè. Đó, con đường này con đường huyết mạch nên là hàng quán cũng khá là nhộn nhịp. Đây là con đường gọi là con đường giao thương ngay trung tâm thành gọi là thị trấn anh chị. Đó, đường lên xuống rất là nhiều. Ở đây có cái khu bán đồ ăn nè. Đó, đây là cái cổng ngay trung tâm. Cái đường này nó xuống nè anh chị. Đó, cái cổng biểu tượng của Đắk Nông nè. Đây là con đường Nơ Trang Long, trung tâm thị trấn. Đường này bắt đầu xuống nè, anh chị nhìn thấy xuống không? Hàng quán vào 7 giờ đêm để anh chị cảm nhận trung tâm thị trấn Kiến Đức nha anh chị. Đó, mỗi bên hai làn xe, đậu xe ô tô cũng khá là thoải mái anh chị. Đó, hàng quán anh chị nhìn ngắm nha. Đó, ô tô đậu bên trong cũng khá là thoải mái. Nhưng mà mật độ dân số cũng không có cao. Nên là 7 giờ tối là chúng ta chạy xe cũng rất là thoáng nên anh chị thấy nó cũng không nhộn nhịp nhiều, so với các khu vực thị xã cũng như là thành phố. Đường bắt đầu đi xuống anh chị, thấy đường đi xuống. Nhiệt độ 19-20 độ C thì rất là lạnh. Đối với em thì em sống ở Sài Gòn mà. Em sống ở Sài Gòn nên là dạo lên cái khu thị trấn này thấy nhiệt độ 19-20 độ C thì rất là lạnh. Gió thổi cảm giác lạnh lắm anh chị. Đó, cái đường chạy xuống nè. Giống như thị trấn nó không có bằng phẳng anh chị. Giống như cái đồi vậy đó. Anh chị nhìn ngắm nha. Chạy từng tiếng đường góc phố để anh chị nhìn ngắm. Đường Nơ Trang Long cũng khá là to nha. Đường đang chạy xuống á, cái dốc xuống anh chị, ô tô đậu khá là thoải mái. Tuy nhiên hàng quán cũng thấy là không có nhộn nhịp nhiều, anh chị. Giống như thị trấn buồn vậy, em thấy nó buồn sao á. Để em chạy lên cái đường dốc cao để anh chị nhìn ngắm nha. Ở đây cái đường lên dốc nè, đường này là đường xuống dốc, đường này bắt đầu lên dốc nè. Đường lên dốc nha. Đường
này cũng chia ra hai bên, cũng có ở giữa cũng có trồng cây. Trong đây khá là buồn, ở đây có cái trường mầm non Hoa Hồng. Để nhìn ngắm nha. Thị trấn buồn. Đối với em này, tại vì em sống ở đô thị nhộn nhịp rồi, nên là chạy vô những cái đi những cái thị trấn ở các tỉnh á, và về đêm thấy nó hơi buồn buồn sao á. Biệt thị trấn Kiến Đức có nhiệt độ ở vùng Tây Nguyên mà anh chị cũng rất là buồn đó, đường cứ lên xuống. Đó, ở đây cũng có hàng quán cà phê nè. Dạo dạo để gửi đến anh chị những hình ảnh. Đây là khu vực trung tâm nè, đây có hàng quán cũng khá là nhiều. Dọc theo công viên để gửi đến anh chị nha. Đường lên xuống. Đó, đây khu vực công viên khá nhộn nhịp nè. Gửi đến anh chị nha. Đó, hàng quán ở khu vực công viên nè. Em chơi mấy cái trò chơi ở ngoài công viên đó. Xe chớp. Khá là vui chứ. Nhiệt độ ngoài trời 19-20 độ C, khá lạnh nha. Đó, hàng quán hai bên đường mà không mở đèn sao thấy tối tối vậy ta, đúng không? Đường thấy tối quá. Đó, đường lên xuống nè. Đó, bắt đầu đường chạy xuống nè, xuống dưới hơi tối. Thị trấn buồn. Đó, đường xuống dốc nè, hơi tối quá anh chị ạ. Đường hơi tối nha. Đó, đường xuống dốc chạy cũng rất là khó nha. Cái bảng tên đường rồi. Đường này là đường Chu Văn An. Đường Chu Văn An. Đường này bên đây là Nguyễn Khuyến. Rất là tối luôn. Nhà cửa thưa thớt anh chị. Cái tối tối ấy. Quay lại cái đường Chu Văn An nha. Ngay chỗ công viên này thấy nó nhộn nhịp. Đó, đường trên đây thấy tối tối sao. Đây là trung tâm thị trấn luôn anh chị. Thấy buồn buồn sao nha. Ngay chỗ công viên thấy nó còn đông. Đó, công viên họ kinh doanh các cái dịch vụ cho xe trẻ em anh chị chơi á, thấy còn đông. Đó, đây khu vực trong công viên nè. Đó, các bạn trẻ cũng ra đây chơi cũng là buổi tối rất là đông, uống cà phê hay là quán ốc. Xe điện đụng. Ở bên kia cũng có hàng quán chạy thẳng cái đường Chu Văn An nè. Ở đây là công viên anh chị. Ở đây có quán trà sữa nè, ăn vặt. Sáng đẹp. Đây là đường Chu Văn An. Hai bên cũng đường rất là thoải mái, rộng rãi. Đường nó lên nè, lên dốc nè. Đó, hai bên nè. Ở giữa có hàng cây. Đó, quán trà sữa. Đó, rất là nhiều quán trà sữa anh chị. Rất nhiều quán trà sữa. Rồi tới khu vực này chắc vắng nè. Bán cũng vắng quá. Trà sữa cũng vắng nè. Còn có đông lắm. Tôi gửi đến anh chị những hình ảnh về trung tâm thị trấn Kiến Đức, một trong những thị trấn của tỉnh Đắk Nông. Tỉnh Đắk Nông ngày xưa tách ra từ tỉnh Đắk Lắk anh chị. Tỉnh Đắk Lắk to quá nên là tách ra. Đó, đường lên dốc nè anh chị. Chạy xe cũng cái này đi bộ chắc mệt lắm, đường lên dốc xuống dốc á, giống như trên cái đồi á, thị trấn nằm trên đồi á anh chị. Đường ngay chỗ công viên thì buôn bán hàng quán thì nhộn nhịp, nhưng mà đi vô những cái khúc bên trong á, 7 giờ tối mà thấy rất là vắng anh chị, rất là vắng nha. Thị trấn buồn. Em mình sống ở đô thị nhộn nhịp quen về những cái tỉnh thành, những cái huyện lỵ vắng á, nó thấy buồn buồn sao á. Lúc này mới 7 giờ tối, 7 giờ tối thấy buồn buồn.
gửi đến anh chị những hình ảnh con đường góc phố tại một thị trấn vùng Tây Nguyên. Đắk Nông là Tây Nguyên rồi anh chị. Đó, dọc dọc ra. Ồ, chạy ra tới cái đường chính luôn nè, đường Nguyễn Tất Thành. À, cái đường này khúc này lên Tây Nguyên nè, chạy hướng này lên Tây Nguyên, hướng này về Đồng Xoài, Bình Phước anh chị, Bình Phước để về thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Ở đây là nhà sách, cũng có nhà sách nè. Ở cái đường ở ngoài thì xe cộ rất là đông. Do là do giao thương, tuyến đường giao thương huyết mạch từ Bắc Tây Nguyên đổ về Bình Phước cũng như là thành phố Hồ Chí Minh, nên là tuyến đường này rất là nhộn nhịp. Đó, bên kia cũng có hàng quán, ở đây có cái chợ giống như chợ Bến Thành nữa ta, đúng không? Ở đây cái chợ giống chợ Bến Thành đó, có nhà sách ở trong nữa kìa, cà phê nhà sáng chứ không phải nhà sách anh chị, cà phê nhà sáng. Đó, ở đây có Thế Giới Di Động, FPT cũng đầy đủ dọc theo cái tuyến đường chính là đường Nguyễn Tất Thành. Còn gọi là đường Nguyễn Tất Thành là trong trung tâm thị trấn thôi. Còn nó là thuộc quốc lộ 14 anh chị. Tuyến đường này thì giao thương các xe rất là xe tải rồi giao thương lên Bắc Tây Nguyên anh chị. Chạy thẳng là lên tới thành phố Buôn Mê. Đó. Ở đây có cái hướng dẫn nè. Đây là xuống huyện Tuy Đức 30 km, về Bình Phước 96 km. Đó, anh chị nhìn ngắm nha. Đó, chạy lại cái khúc hồi nãy nè. Đó, dạo dạo để gửi đến anh chị. Để cái đường nãy chúng ta quẹo xuống là cái đường Nhân Trăng Long. Ta dạo vô cái khu khu chợ. Ở đây giống cái chợ quá, bán rau củ quả rồi nè, trái cây rồi nè. Đó, khu này trái cây. Lọt qua khu này thì bắn teo luôn. Đó. Lọt qua khu này bắn teo luôn, sợ. Đó. Trong này bắn teo thì giống cái chợ tạm á. Đường hơi xấu nha. Đó. Vô khu này bắn teo mình thì rồi đường về em chạy em sợ quá nha. Đó. Cũng gửi đến anh chị những hình ảnh về trung tâm thị trấn Kiến Đức. Đó. Vô đây có bắn teo luôn. Đó. Anh chị nhìn ngắm hình ảnh nhà cửa cũng như đường phố tại trung tâm thị trấn Kiến Đức thuộc vùng Tây Nguyên nha anh chị. Vì nên là vùng Tây Nguyên nên nhiệt độ buổi tối rất là lạnh luôn chị, 19-20 độ mà. Đó, lọt qua cái đường quốc lộ 14 là chúng ta thấy nó vắng lặng nè, nó vắng lặng anh chị ơi. Gửi đến anh chị. Anh chị nhìn ngắm, anh chị so sánh một cái thị trấn ở vùng Tây Nguyên với thị trấn ở miền Trung cũng như là thị trấn ở khu vực miền Tây. Vô đây vắng teo luôn. Đó, 7 giờ tối mà vô đây vắng teo là anh chị ơi. Đường xá nè, coi nè, tối thui rồi. Không phải tối đường sáng nhưng mà ở trong á, bên mé bên trong nhà cửa nó buồn lắm anh chị ơi. Thị trấn buồn. Đó, vô đây đường xá xe cộ vắng lắm, vắng quá. Mấy cái đường này ra được cái đường chính rồi. Ở đây có cái đám cưới, đây có đám cưới. Tây Nguyên nha. Đám cưới cũng vui nha. Buổi tối hát hò rất là nhộn nhịp. Vắng quá. Nhìn vắng quá anh chị ơi. Đúng không? Thị trấn mà vậy nhìn vắng quá. Đường này là Lê Hữu Trác. Lê Hữu Trác nha anh chị. Nhìn đường xá 7 giờ đêm mà
thấy vắng vắng sao. Ở đây có nhà nghỉ Thủy Tiên nè, đúng không? Chạy hồi ra là tới ngay chỗ quốc lộ 14 à, đường Nguyễn Tất Thành anh chị. Và dạo dạo cũng ra tới quốc lộ 14 à. Quốc lộ 14 thì con đường giao thương thì nhộn nhịp rồi. Đó, chúng ta chạy tới quốc lộ 14 luôn nè. Đó, là một dạo một vòng là hết thị trấn á. À. Dọc theo những tuyến đường góc phố ngay chỗ khu vực Nguyễn Tất Thành nè, dọc theo quốc lộ 14 là thấy các con đường này là nhộn nhịp, rồi vô những cái đường nhánh rất là vắng luôn. Hàng quán 7 giờ tối mà thấy vậy là quá vắng à. Em đặt tên là thành phố buồn luôn, thấy buồn buồn sao á. Nhưng mà thời tiết lạnh nhiều người cũng thích lắm, nhưng mà em chịu lạnh thì không có đường tốt anh chị. Đó, đây có cái bạn chỉ dẫn nè, bạn chỉ dẫn hướng đi đâm thẳng là thành phố Buôn Mê Thuột, hướng rẽ trái là về huyện thị trấn Tuy Đức, cũng rất là nhiều xe cộ. Đó, chạy dạo dạo theo cái tuyến quốc lộ 14 để gửi anh chị nha. Đó, xe container nữa nè, xe container. Con đường này là giao thương mà, đường huyết mạch mà. Quyết mạch từ khu vực Đông Nam Bộ tới vùng Bắc Tây Nguyên. Dọc theo tuyến đường này thì quá nhộn nhịp rồi. Còn dọc theo những tuyến đường nhánh thì nó hơi vắng. Nhưng mà nhiệt độ thời tiết rất là lạnh. Đó, xe liên tỉnh, xe thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Tây Nguyên. Đó, anh chị nhìn ngắm lại những hình ảnh về trung tâm thị trấn Kiến Đức, một trong những thị trấn ở của tỉnh Đắk Nông thuộc vùng Tây Nguyên. Đường này là chạy thẳng lên trung tâm thành phố Gia Nghĩa nha anh chị. Trung tâm thành phố Gia Nghĩa sẽ chạy cái đường này nè, chạy thẳng ở đây cách thành phố Gia Nghĩa cỡ 24 km. Chúng ta sẽ chạy tới trung tâm thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Rọt qua trung tâm thị trấn là bắt đầu vắng lại rồi. Đó, dạo dạo chỉ có một đoạn thôi. Một đoạn xung quanh cái quốc lộ 14 đường Nguyễn Tất Thành là thấy còn nhộn nhịp. Còn lại là các khu vực vùng ven thì rất là vắng. Và em cảm nhận là cái trung tâm thị trấn Kiến Đức là rất là nhỏ chứ không có to. Chạy dạo dạo để gửi đến anh chị. Rồi là khu này, khu vực bên đây là bắt đầu là thấy vắng teo rồi nè. Hàng quán cũng rất là ít. Đường ở trên đây em tạm kết là đường cứ lên xuống. Và chỉ nhộn nhịp ở khu vực ngay trung tâm thị trấn khúc quốc lộ 14 ngay cổng chào ngã ba đường Nơ Chăn Long và đường Nguyễn Tất Thành. Ở ngoài đây thì vắng teo. Đó, cũng gửi đến anh chị nha những hình ảnh về một thị trấn ở vùng Tây Nguyên để anh chị so sánh. Thị trấn thì em thấy rất là nhỏ, không có to lắm. Đường phố thì buổi tối 7 giờ tối, hơn 7 giờ tối thì nhộn nhịp xung quanh đường Nguyễn Tất Thành. Còn lại các đường nhánh thì rất là buồn. Thật sự rất là buồn luôn anh chị. Thôi video cũng đến đây là kết thúc. Xin cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.